Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, gặp nhiều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Mão tháng 12 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm năng vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp. Xem vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng, với người tuổi Mão đang phải chịu nhiều tác động bất lợi từ nguyệt lệnh lâm tuyệt, nên vận khí giảm sút mạnh, hầu như bản mệnh không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng cuối năm này. Đây đã là tháng chạp cận Tết, nhưng với bạn tuổi Mão vẫn còn rất nhiều việc giang giờ cần hoàn thiện gấp và cả những áp lực đang đè nặng lên vai, do vây khó mà hân hoan vui mừng đón xuân sang trong tháng với bạn tuổi mão có khối lượng công việc lớn lại nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ khiến cho bạn bị nhiều rào cản không thể thoải mái phát huy được năng lực của bản thân luôn phải quay cuồng trong một vòng luẩn quẩn rắc rối nhiều kế hoạch đặt ra không đạt theo kỳ vọng mà mình mong muốn khiến cho tinh thần của bạn xa suốt khá rõ càng ảnh hưởng tới quá trình làm việc của mình lại thêm trong tháng 12 âm lịch này, có thiên cầu là hung tinh chiếu mệnh càng khiến cho bạn tuổi mão, mọi chuyện trở nên cam go hơn khi xung quanh bạn vẫn luôn có tiểu nhân rình rập, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng, dựa hơi vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của bản mệnh. Và đó là những lý do khiến con giáp tuổi mão này cảm thấy bối rối khi bắt đầu lập kế hoạch dài hạn cho thời gian tới và bạn tuổi mão cần phải bình tĩnh để tính toán lại tiến trình của mình, đánh giá lại những mặt đã và chưa làm được, từ đó sẽ dễ dàng hoạch định đường đi phù hợp cho năm tới được tốt hơn. Nhìn chung trong vận trình tháng 12 âm lịch này với bạn tuổi Mão, có lẽ đây sẽ một tháng vô cùng khó khăn với Mão, tuy bạn có thể nhận được sự trợ giúp từ các tinh tả phụ xuất hiện nhưng điều này khá yếu ớt, chưa đủ để xua đi hung vận trong tháng cái chính bản mệnh vẫn cần tự thân vận động tự làm tự lo phụ thuộc vào năng lực và cố gắng của bản thân để vượt qua giai đoạn cam go này nhé với bạn tuổi mão trong tháng này dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định yếu tố vận mệnh chỉ là phụ đừng ỉ lại vào người khác hay số mệnh một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì tự thân sẽ có thể cải biến vận mệnh tốt hơn cũng sẽ đạt được những thành tích đáng kể tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của bạn tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch này, xem tử vi cho thấy, vận khí có phần xa suốt nhưng may mắn là tài chính của bạn tuổi Mão khá vững vàng nhờ các khoản tích góp từ trước và cả cách quản lý chi tiêu hợp lý của bạn. Lại thêm trong tháng có được thiên tài xuất hiện cho thấy, tài lộc của con giáp tuổi Mão dù không có đột phá nhiều nhưng vẫn tăng nhẹ, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Thêm vào đó, công việc của bạn tuổi Mão tuy khá bận rộn và dường như cũng nhiều áp lực nhưng đổi lại bạn có thể có được những nguồn thu về thành quả khá xứng đáng. Do đó bạn cần giữ thái độ tốt và biết cách tận dụng các cơ hội dù là nhỏ để có thể tăng cường các nguồn thu cho mình. Trong tháng 12 âm lịch này, đối với người làm kinh doanh, buôn bán do không được nguyệt lệnh ủng hộ, bạn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế những kế hoạch đầu tư mới hay mở rộng quy mô buôn bán ở thời điểm này không quá thích hợp với bạn. Với bạn tuổi mão trong tháng, dù có nhiều cơ hội nhìn có vẻ ngon ăn, nhưng bạn cũng không nên nhìn vào bề nổi mà vội vàng vung tiền đầu tư. Có nhiều biến động nguy hiểm tiềm tàng mà bạn không thể ngờ tới. Nhìn chung trong tháng đối với người buôn bán nhỏ lẻ vẫn túc tắc hàng ngày, thu nhập duy trì ở mức cân đối để lo được cho bản thân và chu toàn cho gia đình, con cái. Thời điểm vận khí bất ổn, tốt hơn hết nên tiến hành cái cũ, tạm thời chưa mưu tính cái mới, chờ đợi cơ hội tốt hơn trong năm tới. Bản mệnh tuổi Mão trong tháng cũng nên đề phòng các chiêu trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Khi cần, hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm để bảo vệ lợi ích của mình, tránh để kẻ đó được đà lấn lướt. Và với bạn tuổi Mão trong tháng này, chỉ cần bạn giữ tâm tĩnh, cái đầu tỉnh táo sẽ tránh được hung hiểm ở thời điểm Tết đã cận kề. Bạn cũng nên tránh xa các trò may rủi kẻo tiền mất mà họa vào thân. Tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tình cảm. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của bạn tuổi Mão cho thấy, vận trình tình cảm của tuổi này tiềm ẩn nhiều khúc mắc trục trặc, khó có cái kết trọn vẹn như bạn hằng mong đợi. Do nguyệt lệnh tháng rơi vào cung tuyệt, tính tình bản mệnh có phần cứng nhắc, bảo thủ, suy nghĩ bế tắc. Chuyện vốn không có gì, nhưng bản mệnh lại phức tạp hóa nó lên, nhất là nữ mệnh tâm hồn khô cằn thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu đôi lứa gặp trở ngại. Dù là người độc thân hay người đã có đôi đều khá chênh vênh, tình cảm chưa thể ổn định được. Dù vận đào hoa của người độc thân có khởi vượng nhưng duyên mỏng, đến rồi lại đi thứ để lại chỉ là những dây dứt tiếc nuối. Và để không dẫn đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đôi lứa nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn khi cảm thấy tình hình căng thẳng tốt nhất nên cho nhau khoảng không gian riêng để cùng bình tĩnh lại tránh phát ngôn làm tổn thương người ấy trong lúc nóng giận với những người đã lập gia đình gia đạo dễ xảy ra lục đục các thành viên trong nhà liên tục mâu thuẫn khiến không khí gia đình khá ngột ngạt căng thẳng tết nguyên đán đã cận kề nhưng tâm trạng ai cũng giàu dĩ nặng nề bản mệnh nên là người chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ để mọi người lấy lại tinh thần cùng vui vẻ chuẩn bị đón tết tử vi tuổi mão tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sức khỏe. Với bạn tuổi mão trong tháng 12 âm lịch này có thể gặp một vài vấn đề khó chịu do sức khỏe giảm sút mà nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần bất ổn. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực từ công việc và chuyện tình cảm gây ra. Tết nhất đang đến rất gần nhưng niềm vui thì ít, muộn phiền lo âu thì nhiều nên thể trạng xa sút là điều tất yếu có những chuyện đến bất ngờ xảy đến khiến bạn trở tay không kịp tinh thần căng thẳng trong thời gian dài kéo theo sức khỏe khó mà duy trì ở trạng thái tốt nhất biểu hiện rõ nhất là bạn ăn uống không ngon miệng ngủ không sâu giấc và còn bị sụt cân để cải thiện tình trạng này với bạn tuổi mão cần tăng cường rèn luyện thể dục không quên chăm sóc cả giấc ngủ và mối quan hệ xung quanh mình ngoài ra hãy cố gắng loại bỏ những căng thẳng áp lực trong công việc cũng như cuộc sống diễn ra mỗi ngày cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết chịu nhiều áp lực từ nhiều việc giang giờ cần hoàn thiện gấp. Quý nhân, hợi, mùi. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Tuổi quý mão, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ có thể cải thiện vận mệnh. Quý nhân, tuất, dần tiểu nhân tý ngọ màu sắc may mắn xanh lá cây xám tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết tài lộc không đột phá nhiều nhưng vẫn tăng nhẹ đảm bảo cuộc sống hàng ngày quý nhân thìn hợi tiểu nhân dậu tý màu sắc may mắn vàng xanh dương tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết vận trình tình cảm tiềm ẩn nhiều khúc mắc khó có cái kết trọn vẹn quý nhân mùi tuất Tiểu nhân, thìn, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, xanh nước biển. Tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, sức khỏe giảm sút do tinh thần chịu nhiều áp lực công việc và cuộc sống. Quý nhân, dần, thìn. Tiểu nhân, mão, tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi mão trong tháng 12 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại